Ủa vậy hả, anh đợi lâu không? Không có lâu, cả nửa tiếng rồi. Nổ mình hồi hộp luôn. Ôi sao tự nhiên mất đôi cặp mình vợ không tin luôn á. Anh biết em cũng lâu rồi, hồi xưa tại vì là cũng có nghe nhạc rap á, rap đọc rồi xong cái tay bị sai cái kiểu nè. Đó nên là cũng biết em. Em cứ sợ độ cao, nhưng xem thế này chắc cũng không sao. Chờ em lớn thì cũng đến chừng nào thôi thì yêu thử coi nó sẽ ra sao. Không ngờ hôm nay là gặp được em luôn. Nhưng mà không tin là tự nhiên cái con ghép lần đầu tiên luôn được ghép streamer với streamer. Tính ra là anh cũng dạng như là nhỏ tuổi á. Nên là đầu gặp em anh cũng hơi run xíu. Hello, mình tên là Đỗ Nhất Hào, sinh năm 98, quê ở Cái Bè, Tiền Giang. Em tuổi sinh năm 93 đó, ghê vậy. Chó rồi. Sinh năm 98 mà tưởng sinh năm 93 thôi trời. Nhìn ta trẻ vậy, sinh năm 93. Em biết được, ủa chứ nhìn em bé em nhiêu tuổi? Nhìn em á thì em chắc cỡ 89. Xin chào mọi người, em tên là Trần Như, năm nay em 24 tuổi và nghệ danh của em chính là Như Hesi. Ta mới 17 tuổi thôi á, 17 cộng 7 lần luôn á. Nói chung là lần đầu gặp em cũng dạng như rung á. Tại vì đây cũng lâu lắm rồi, ở trong phòng nói chung là live stream xong rồi chơi game suốt ngày ở trong nhà không à. Đúng rồi. Nên là mỗi lần... Đây. Mình đóng dây. Bà già tiễn phi công ạ, máy bay tiễn phi công ạ. Đó giờ nói chung là quen đâu có nhiều người đâu. Thì người ta bắt cá hai tay thì em bắt cá bằng gỗ với lưới mà. Tại thời nó chơi trâu mà xong rồi lớn thì đâu có. Bao lâu rồi chứ? Có mấy năm mà. Đó giờ anh có nghĩa là em quen ai lớn tuổi không? Đó giờ nói chung là anh tuổi tác nó không quan trọng. Quan trọng là ta có hợp với mình hay không thôi. Vậy em hợp với anh không? Cái đó thì chưa biết nữa, nhưng mà anh dạng như anh cũng thích mấy người mà nói chuyện nó dạng như em á, chứ anh không thích dạng mà e thẹn. Ừ, em anh không thích. Không, bình thường thì em cũng hay e thẹn vậy đó, nhưng mà gặp trai kiểu như là mất hết liêm sĩ rồi đúng không? Tầm này mất hết liêm sĩ rồi. Liêm sĩ gì tầm này đúng không? Thôi, thích ăn gì? Cái gì? Thích ăn cái gì hả? Nếu mà ăn á, nói chung là thích ăn em. Cảm ơn. Còn thích món gì trong menu nữa ngoài em ra? Em cũng thích ăn hào luôn. Nói chung là anh thích ăn rất là nhiều món. Nhưng mà trừ vài món thôi. Thứ nhất là mắm, thứ hai là chao. Mặc dù anh là người miền Tây nhưng mà tại vì dạng như ở nhà thì... Mắm chao hả? Đúng rồi, tại là vì... Là nước mắm chao không? Biết. Đúng ra là người miền Tây người ta biết ăn mắm đúng không? Nhưng mà anh không biết ăn mắm tại vì lý do là do cha mẹ người ta không ăn mắm, xong cái là cha mẹ đấu tập cho anh ăn mắm đâu. Đó, nếu mà em ngược lại, nếu mà cha mẹ anh ăn mắm thì anh mới biết ăn đó, chứ không phải là do anh không thích món đó. Còn em cũng vậy, nhưng mà do mẹ không ăn rau nên em cũng không ăn rau. Gì? Em không biết ăn rau, em không thích ăn. Anh thì rất thích ăn rau. Ờ vậy hả? Đặc biệt là rau phải sạch và tươi. Trời, cho nó coi livestream thời sự bao lâu giờ mới thấy mới biết. Còn em thích ăn gì? Tại vì em không biết ăn rau, nhưng mà em biết ăn rau. Cái gì? Chay. Ăn chay hay là cái gì? Không ăn chay. Chay ăn gì? Ăn chay. Sợ. Trước khi mà bắt đầu hẹn hò là anh nghĩ là sẽ hẹn hò với ai? Nghĩ trong đầu là sẽ hẹn hò với một người nào đó kiểu như là người ta sẽ vô ngồi cúng núm e thẹn và ít non. Nhưng mà gặp thì hoàn toàn ngược lại. Em cũng vậy. Em nói trước cái chương trình là gu của em là cao trên 1m7, tất nhiên là phải 6 múi, đẹp trai, cho theo kiểu thư sinh đó, chứ em không thích theo kiểu bad boy cho lắm. Xong rồi tự nhiên gặp anh, không tin luôn là xếp một cặp đôi streamer với nhau luôn. Đó nhưng streamer nói rất là nhiều luôn, đứa nào cũng nói nhiều. À, nãy giờ nói nhiều cái gì quá. Không, có ý là mình cũng hợp mà, mình cũng hợp, nhưng mà ý là khác với tưởng tượng của em. Đúng rồi, thì bởi vậy nhiều khi là em có nghe cái bài mà mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng cùng vậy. Hy vọng là mình không có nằm trong trường hợp đó.